Rất vui được gặp lại các bạn ở video giới thiệu sản phẩm của Select. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm Relay bảo vệ. Đầu tiên nhìn từ trái qua sẽ là Relay bảo vệ pha. Relay bảo vệ pha sẽ có các tính năng như bảo vệ mất pha, bảo vệ đảo pha, bảo vệ mất cân bằng pha. Bên cạnh là Relay bảo vệ điện áp. Đây là dòng nâng cấp của Relay bảo vệ pha, có các tính năng của bảo vệ pha và thêm vào tính năng bảo vệ quá áp, thấp áp. Và bên phải cùng là Relay bảo vệ dòng điện 900 CPR. Relay bảo vệ dòng điện sẽ có tính năng bảo vệ quá dòng, thấp dòng hay còn gọi là không tải, bảo vệ mất cân bằng dòng trong hệ thống điện 3 pha. Tiếp theo là Relay bảo vệ chạm đất 900 ESR. Đây là dòng chuyên dụng kết nối với MCCB, đi kèm Relay bảo vệ chạm đất là biến dòng EFCT. Bên cạnh là Relay giám sát mực chất lỏng, chuyên dụng cho bể chứa, bồn chứa nguyên liệu, phụ gia dạng lỏng. Tiếp theo là Relay bảo vệ dòng rò, loại gắn thanh ray là 900 LR và gắn mặt tủ là LR341, đi kèm với Relay bảo vệ dòng rò là biến dòng bảo vệ CBCT. Relay bảo vệ dòng rò bảo vệ người làm việc khỏi các sự cố đáng tiếc từ sự cố rò rỉ của phụ tải điện, dây dẫn điện. Đây là Relay bảo vệ dòng rò gấp thanh ray và cài đặt bằng núm chỉnh, 600 LR có một ngõ ra điều khiển, LRA2 ngõ ra điều khiển, LCTR35, đây là Relay bảo vệ dòng rò tích hợp sẵn CBCT. Còn đây là Relay bảo vệ động cơ gắn thanh ray, BBRA không có màn hình điều khiển bằng núm chỉnh, BBRD có màn hình và cài đặt bằng phím nhấn, Relay bảo vệ động cơ khỏi tình trạng quá tải, quá áp, mất pha và chạy không tải. Relay này sẽ kết nối chung với biến dòng MBCT. Đây là Relay bảo vệ quá tải động cơ, MBR3M gắn thanh ray và MBR341 gắn mặt tủ, bảo vệ động cơ khỏi tình trạng quá tải và chạy không tải. Bên cạnh là Relay bảo vệ quá nhiệt động cơ TBRA2M, kết nối BTC, bảo vệ động cơ khỏi tình trạng quá nhiệt. Đây là Relay cảnh báo trạng thái sự cố, có 8 cửa sổ và 6 màu cho chúng ta lựa chọn, thích hợp cho việc giám sát tại khu điều khiển trung tâm giúp phát hiện sớm sự cố và vị trí lỗi trong hệ thống để đưa ra hướng xử lý phù hợp. Bên cạnh là Relay bảo vệ có thể tùy chọn tính năng bằng công tắc trên thiết bị, bảo vệ được các sự cố không mong muốn của hệ thống như mất pha, đảo pha, mất cân bằng pha, quá áp, thấp áp. Relay bảo vệ được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, với một thiết bị nhỏ gọn nhưng đảm bảo được một hệ thống hoạt động ổn định, tránh được các sự cố không mong muốn, hạn chế được chi phí bảo trì bảo dưỡng trong quá trình sản xuất. Và phần giới thiệu của mình đến đây xin được tạm dừng. Các bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì về sản phẩm nào vui lòng liên hệ số hotline 0907996675 hoặc email denis.silet@danhdang.vn. Mình sẽ hỗ trợ các bạn ngay lập tức. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.